Trong buổi học hôm nay thì chúng ta sẽ làm hai cái việc chính như sau. Việc thứ nhất đó là thầy sẽ ôn tập lại cho các bạn giải phương trình lượng giác cơ bản sin x bằng a và cos x bằng a. Việc thứ hai là chúng ta sẽ học sang hai phương trình cơ bản còn lại, đó là tan x bằng a và cotan x bằng a. Sau khi các bạn được hướng dẫn cách làm việc với bốn phương trình cơ bản này rồi thì thầy sẽ gọi từng bạn để trả lời cho thầy những câu hỏi ví dụ như sau. Hãy giải phương trình sin x bằng 1/2. Thì các bạn cố gắng không dùng đường tròn lượng giác, trong trường hợp không thể thì các bạn mới dùng. Thì các bạn sẽ trả lời là sin x bằng 1/2 tương đương với x bằng pi trên 6 cộng 2k pi và x bằng 5 pi trên 6 cộng 2k pi. Đấy, mỗi bạn sẽ phải trả lời cho thầy những câu hỏi như thế. Và chúng ta cố gắng là trong một thời gian ngắn chúng ta sẽ thoát được cái đường tròn lượng giác, để làm sao để cái đường tròn lượng giác này nó xuất hiện trong đầu của các bạn nhé. Bốn cái phương trình cơ bản này nó sẽ đi với các bạn trong suốt kỳ 1 lớp 11. Thế do đó chúng ta phải nắm bắt ngay từ thời điểm ban đầu. Rồi chúng ta bắt đầu đi vào nội dung thứ nhất, đó là ôn tập về phương trình sin x bằng a và cos x bằng a. Phần thứ nhất đó là phương trình sin x bằng a. Với phương trình sin x bằng a thì các bạn có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là nếu trị tuyệt đối của a mà lớn hơn 1, các bạn kết luận luôn là phương trình vô nghĩa. Trường hợp thứ hai đó là nếu trị tuyệt đối của a mà nhỏ thua bằng 1, thì chúng ta sẽ tách ra thành hai trường hợp với hai cái tình huống khác nhau. Trường hợp thứ nhất đó là gì? Đó là cái a này là những giá trị quen, thuộc, gồm có 0 cộng trừ 1 cộng trừ 1 trên căn 2 cộng trừ 1/2. Thầy xem màn hình đi thầy. Thầy xin lỗi cho quên vỗ phất xem màn hình. Ok, các bạn nhìn được chưa? Rồi, cảm ơn Giang nhé. Rồi, cộng trừ 1/2 và cộng trừ căn 3/2. Thì những cái giá trị này chúng ta gọi là những giá trị quen. Thì khi mà chúng ta sử dụng, gặp những giá trị quen này thì các bạn sẽ sử dụng được đường tròn lượng giác. Đấy, các bạn sẽ sử dụng đường tròn lượng giác để làm việc nhé. Trường hợp thứ hai chúng ta gọi là trường hợp lạ. Trường hợp lạ đó là những cái giá trị A khác những cái giá trị ở phía trên. Ví dụ như là 3, ví dụ như là 1/3, 2/3, vân vân, thì đấy gọi là giá trị lạ. Thầy sẽ lấy lại các ví dụ để các bạn xem. Ví dụ số 1. Hãy giải phương trình sin x bằng 3. Thì chúng ta thấy rằng do trị tuyệt đối của số 3 bằng 3 lớn hơn 1, suy ra phương trình vô nghĩa. Xét ví dụ số 2. Hãy giải phương trình sin x bằng căn 3/2. Thì các bạn phát hiện ra là gì? Cái số căn 3/2 là một số quen. Thế do đó chúng ta sẽ sử dụng đường tròn lượng giác để làm. Thì khi sử dụng đường tròn lượng giác, các bạn có hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng các đường tròn lượng giác có sẵn. Và cách thứ hai đó là chúng ta vẽ lại đường tròn lượng giác và cảm nhận được nó. Tức là khi đấy chúng ta đã nhớ đường tròn lượng giác rồi. Đây, chúng ta có một cái đường tròn như thế này. Trong đó chúng ta có các trục là trục sin và trục cos. Các bạn nhớ là trục cos là trục nằm ngang, còn trục sin là trục thẳng đứng nhé. Đấy. Đây, trục sin nó nằm thẳng đứng này. Và trục cos nó nằm ngang này. Thế thì chúng ta sẽ lấy cái điểm căn 3/2. Căn 3/2 nó sát ở phía trên này. Đấy, căn 3/2. Thế sau đó chúng ta sẽ nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. Đấy, nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. Các bạn sẽ phát hiện ra hai cái giao điểm. Đấy, các bạn sẽ phát hiện ra hai cái giao điểm này. Thế thì bằng cái việc là chúng ta thường xuyên làm việc với đường tròn lượng giác, chúng ta phát hiện ra
Cái giao điểm này có số đo là pi trên 3. Và giao điểm bên này có số đo là 2 pi trên 3. Đến đây chúng ta kết luận nghiệm như sau. Phương trình có nghiệm là x bằng pi trên 3 cộng với 2k pi và x bằng 2 pi trên 3 cộng với 2k pi. Mở ngoặc k thuộc vào z. Và lời khuyên của thầy với các bạn là khi giải mỗi một cái phương trình như thế này ấy, mỗi một phương trình như thế này thì các bạn nên vẽ một cái đường tròn sang bên cạnh. Tác dụng của nó là các bạn sẽ nhớ nó lâu hơn. Nhớ nhá, nhớ lâu hơn. Nhớ lâu hơn. Thầy xét ví dụ số 3. Hãy giải phương trình sin x bằng sin x bằng 1 phần 3. Thì cái nhận xét ở đây là gì? Nhận xét ở đây là cái số 1 phần 3 này có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 nên phương trình có nghiệm. Nhận xét thứ hai, nó là trường hợp lạ vì nó không giống với trường hợp quen. Thì chúng ta sẽ giải phương trình này như sau. Chúng ta cũng có thể vẽ một đường tròn độ giác, tạo ra trục sin và trục cos. Đây là trục sin này, đây là trục cos này. Số 1 phần 3 thì nó nằm ở tầm dưới dưới này. 1 phần 3 trên trục sin này. Sau đó chúng ta nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. Các bạn sẽ phát hiện ra hai cái giao điểm. Đấy, thầy đang tô màu xanh này. Thì cái giao điểm ở phía bên phải này nó chính là arcsin. Nó chính là arcsin của 1 phần 3. Giao điểm phía bên trái này nó chính là pi trừ đi arcsin của 1 phần 3. Và chúng ta có thể kết luận nghiệm dựa vào hình vẽ như trên. X bằng arcsin của 1 phần 3 cộng với 2k pi và x bằng pi trừ arcsin của 1 phần 3 cộng với 2k pi. K thuộc Z. K thuộc Z. Thì đây là những cái ví dụ cơ bản mà các bạn cần phải làm được. Trong những cái ví dụ này thì có hai cái ví dụ đặc biệt thầy nhắc lại để các bạn nhớ. Ví dụ số 4 là một ví dụ đặc biệt. Đó là giải phương trình sin x bằng 1. Các bạn nhìn kỹ nhé, phương trình sin x bằng 1. Và ví dụ số 5 là phương trình đặc biệt nữa. Đó là sin x bằng 0. Thì chúng ta giải thích tại sao lại có sự đặc biệt này. Rồi trước tiên để giải phương trình sin x bằng 1 thì thầy sẽ tạo ra đường tròn lượng giác này. Chúng ta tạo ra trục sin, trục cos. Các bạn nên vẽ bằng tay nhé. Sin x bằng 1 thì số 1 nó nằm ở đâu? Đây, số 1 nó nằm ở đúng vị trí này. Các bạn nhìn được chưa? Số 1 nằm đúng vị trí này. Sau đó chúng ta mới nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. Đấy, các bạn nhìn sang bên trái bên phải. Các bạn thấy nó cắt đường tròn cũng duy nhất tại một điểm thôi. Đó chính là cái điểm này. Số đo của điểm này là pi trên 2. Đấy, số đo của điểm này là pi trên 2. Thì từ đây chúng ta giải phương trình như sau. Sin x bằng 1 tương đương với x bằng pi trên 2 có một điểm nghiệm nhé, cộng với 2k pi, k thuộc vào z. Rồi với ví dụ số 5 thì chúng ta cũng vẽ được tròn lượng giác ra thôi. Tạo ra trục sin và trục cos.
Rồi bây giờ chúng ta xem trên trục sin này. Trên trục sin. Chúng ta tìm thấy số 0 nó nằm ở vị trí này. Các bạn thấy đây chưa? Số 0 nằm ở vị trí này. Chúng ta bắt đầu mới nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. À đây, cái đường màu đỏ này, đấy là nhìn sang bên trái và nhìn sang bên phải. Các bạn phát hiện ra hai cái giao điểm. Đấy, các bạn thấy hai giao điểm này không? Thì hai giao điểm này số đo của nó là 0 hoặc 2 pi. Các bạn dùng giá trị nào cũng được. Khuyến cáo là nên dùng số 0. Và giao điểm ở đây là pi. Vậy phương trình có nghiệm như sau. Sin x bằng 0 tương đương với hoặc x bằng 0 cộng 2k pi. Số 0 thầy bỏ đi. Hoặc x bằng pi cộng 2k pi. Với k thuộc vào z. Ở đây nó có một điểm rất đặc biệt mà các bạn cần phải lưu ý. Đó là hai cái điểm này đối xứng với nhau qua gốc. Đối xứng qua gốc O. Nên chúng ta còn có một cách kết luận thứ hai, đó là gì? Khi hai điểm điện đối xứng nhau qua gốc thì chọn lấy một điểm. Giả sử là thầy chọn điểm 0 nhưng chỉ cộng thêm k pi thôi. Đấy. Giả sử thầy chọn điểm 0 nhưng chúng ta chỉ cộng thêm k pi thôi các bạn nhé. Các bạn lưu ý điều này. Và thông thường người ta hay sử dụng cách kết luận thứ hai hơn cho bài toán. Bích Phượng ghi xong phần này báo lại cho thầy Bích Phượng nhé. Em xong rồi ạ. Ờ, thầy cảm ơn. Rồi chúng ta ôn tập sang phần thứ hai, đó là phương trình cos x bằng a. Phần thứ hai chúng ta ôn tập về phương trình cos x bằng a. Nó cũng có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là trị tuyệt đối của a mà lớn hơn 1. Chúng ta kết luận phương trình vô nghĩa. Trường hợp thứ hai đó là trị tuyệt đối của a mà nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thì chúng ta cũng tách ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp quen. Và trường hợp thứ hai là trường hợp lạ. Quen là khi nào? Đó là khi a nhận các giá trị 0 cộng trừ 1 cộng trừ 1 phần 2 1 trên căn 2 cộng trừ căn 3 trên 2. Thì đây được gọi là những giá trị quen. Nó còn có một giá trị nữa là một cộng trừ 1 phần 2. Khi các bạn gặp tình huống này thì chúng ta sẽ sử dụng đường tròn lượng giác để làm việc. Trường hợp thứ hai là trường hợp lạ. Đó là khi a khác những cái giá trị ở phía trên. Ví dụ như là 1 phần 4. Ví dụ như là 3 phần 4. Vân vân. Bây giờ thầy sẽ lấy các ví dụ để minh họa lại cách để giải phương trình cos x bằng a như sau. Thầy xét ví dụ số 1. Giải phương trình cos x bằng 3 phần 2, âm 3 phần 2. À, chúng ta có trị tuyệt đối của âm 3 phần 2 bằng 3 phần 2 lớn hơn 1. Suy ra phương trình vô nghĩa. Xét ví dụ số 2. Hãy giải phương trình cos x bằng 1 trên căn 2. À, để giải phương trình này thì chúng ta sẽ sử dụng đường tròn lượng giác. Các bạn chịu khó vẽ đường tròn lượng giác ra nhé. Trục nằm ngang là trục cos này. Trục thẳng đứng là trục sin này. Đây trục cos này. Trục thẳng đứng là trục sin này.
Rồi. Thế thì bây giờ các bạn nhìn trên cái trục cốt này. Trên cái cục cốt này thì chúng ta sẽ lấy giá trị 1 trên căn 2. 1 trên căn 2 nó nằm ở tầm này. Các bạn phải cố gắng nhớ được cái vị trí của nó nhé. Rồi. Thế sau đó chúng ta mới nhìn lên trên và nhìn xuống dưới. Đấy, nhìn lên trên và nhìn xuống dưới này. Các bạn sẽ thấy là nó gặp cái đường tròn tại hai điểm. Đấy, gặp đường tròn tại hai điểm. Và nếu chúng ta nhớ được đường tròn lượng giác ấy, thì cái điểm phía trên nó sẽ là pi trên 4. Và điểm phía dưới sẽ là trừ pi trên 4. Vậy chúng ta có kết luận nghiệm như sau. Phương trình có nghiệm là hoặc x bằng pi trên 4 cộng 2k pi hoặc x bằng trừ pi trên 4 cộng 2k pi mở ngoặc k thuộc set. Ngoài cách kết luận này, người ta còn sử dụng một cách kết luận khác, đó là x bằng cộng trừ pi trên 4 cộng 2k pi. Mở ngoặc k thuộc set. Chúng ta cần phải biết được cả hai cách làm này. Vì đáp án có thể sử dụng cách làm thứ nhất hoặc sử dụng cái cách kết luận thứ hai. Xét ví dụ số 3. Hãy giải phương trình cos x bằng 2 phần 3. Cos x bằng 2 phần 3. À, khi chúng ta nhìn vào cái phương trình này, chúng ta thấy số 2 phần 3 có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1. Phương trình này có nghiệm. Nhưng cái số 2 phần 3 này nó không nằm trong các giá trị mà chúng ta thấy quen. Do đó chúng ta thấy là nó rơi vào trường hợp lạ. Cách làm việc như thế này. Tạo ra đường tròn lượng giác. Các bạn vẽ bằng tay nhé. Tạo ra trục sin và trục cos. Đấy, tạo ra trục sin và trục cos. Rồi trên cái trục sin ấy thì trên trục cos này thì các bạn lấy số 2 phần 3. À, 2 phần 3 nó nằm ở tầm này. Rồi chúng ta nhìn lên trên và nhìn xuống dưới. Đấy, các bạn nhìn lên trên và nhìn xuống dưới. Các bạn sẽ thấy là nó cắt đường tròn tại hai điểm. Đấy, các bạn nhìn thấy hai điểm nghiệm mà thầy tô màu xanh. Cái điểm ở phía trên người ta sẽ gọi đó là arc cos của 2 phần 3. Và điểm phía dưới đối xứng đi theo chiều âm nó sẽ là trừ arc cos của 2 phần 3. Và từ đây chúng ta có cách kết nghiệm như sau. Đó là x sẽ bằng arc cos của 2 phần 3 cộng với 2k pi. Và x sẽ bằng arc cos của trừ arc cos. Của 2 phần 3 cộng với 2k pi với k thuộc vào z. Chúng ta cũng có cách viết thứ hai, đó là x bằng cộng trừ arc cos của 2 phần 3 cộng với 2k pi k thuộc vào z. Đây là những phương trình lượng giác cơ bản đối với hàm cos mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Ở đây chúng ta có hai ví dụ rất đặc biệt. Hai ví dụ rất đặc biệt mà các bạn phải
nhớ cách làm của nó vì nó đặc biệt. Ví dụ số 4, đó là chúng ta giải phương trình cos x bằng âm 1 hoặc bằng dương 1 cũng được. Cos x bằng dương 1. Và ví dụ số 5, thầy hướng dẫn các bạn giải phương trình đó là cos x bằng 0 để chúng ta hiểu được là tại sao nó có cái nghiệm như vậy. Rồi với phương trình thứ nhất, cos x bằng bằng 1, chúng ta vẽ được tròn lục giác ra để chúng ta hiểu được. Chúng ta tạo ra trục cos và tạo ra trục sin. Rồi bây giờ chúng ta xử lý cái phương trình thứ nhất là cos x bằng 1 như sau. Trước tiên là trên trục cos. Trên trục cos các bạn này. Các bạn lấy số 1. Ở đây số 1 trên trục cos đây. Đấy các bạn nhìn thấy nhá, số 1 trên trục cos này. Rồi chúng ta nhìn lên trên và nhìn xuống dưới. Đấy, nhìn lên trên và nhìn xuống dưới thì các bạn thấy nó chỉ cắt đường tròn tại duy nhất một điểm thôi. Đấy, nhìn cắt tại duy nhất một điểm. Thì điểm này có số đo là gì? Nếu trên đường tròn lục giác ấy thì nó có thể là 2π. Nó cũng có thể là 0. Thì khuyến cáo là các bạn nên chọn số 0 này. Số 0 đó là đứng tại vị trí này là 0, đi thêm một vòng nó là 2π. Vậy phương trình này có một điểm nghiệm. Có một điểm nghiệm, chúng ta kết luận cos x bằng 1 tương đương với x bằng 0 cộng 2kpi. Do số 0 này không có nghĩa gì trên, các bạn có thể bỏ nhé. Ta thuộc xét. Do số 0 này không có nghĩa gì trong cái phương trình này nên các bạn có thể viết theo cách khác như sau. Đó là x bằng 2kpi. Mở ngoặc k thuộc xét. Rồi, chúng ta hoàn thành xong ví dụ số 4. Với ví dụ số 5. Giải phương trình cos x bằng 0. À đây, cái thằng cos, trục cos đây này. Đấy, trục cos này. Thấy đánh số 0 trên trục cos. Đây, số 0 trên trục cos đây các bạn nhé. Số 0 trên trục cos này. Rồi chúng ta nhìn lên trên và nhìn xuống dưới. Đấy, nhìn lên trên và nhìn xuống dưới bằng cái đường màu đỏ này. Thì các bạn phát hiện ra điều gì? À, nó sẽ cắt. Cắt cái đường tròn lượng giác tại hai điểm. Đấy, tại hai điểm. Điểm phía trên là pi trên 2, có số đo là pi trên 2. Điểm phía dưới là trừ pi trên 2. Các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta kết luận nghiệm như sau. Cos x bằng 0 tương đương với hoặc x bằng pi trên 2 cộng 2kpi. Hoặc x bằng trừ pi trên 2 cộng 2kpi với k thuộc vào z. Cách kết luận này hoàn toàn phù hợp với cách chúng ta vẽ hình. Ngoài ra chúng ta thấy hai cái nghiệm này đối nhau nên chúng ta có cách viết thứ hai như sau. Đó là x bằng cộng trừ, các bạn nhìn nhé, cộng trừ pi trên 2 cộng 2kpi k thuộc z. Và đặc biệt hơn,
Chúng ta thấy rằng hai cái điểm này đối xứng qua góc ô. Nên chúng ta có cách kết luận khác, đó là gì? Khi hai điểm đối xứng qua góc ô, chúng ta chọn một điểm. Rồi cộng thêm kpi. Các bạn có thể chọn điểm ở phía trên hoặc chọn điểm ở phía dưới. Ở đây thầy chọn điểm ở phía trên. Vậy là thầy chọn pi trên 2. Rồi cộng thêm kpi. Mở ngoặc k phụ f. Có thể thấy rằng cùng một phương trình người ta có thể viết dưới ba hình thức khác nhau. Cùng một phương trình chúng ta có ba cái hình thức viết khác nhau. Do đó chúng ta phải viết tất để chúng ta lựa chọn đáp án cho nó phù hợp các bạn nhé. Duy Vinh ghi xong báo cho thầy Duy Vinh nhé. Dạ em ghi xong rồi ạ. Thầy cảm ơn. Rồi chúng ta xét đến cái phương trình mới trong ngày hôm nay chúng ta được học. Phương trình thứ 3, phương trình cơ bản thứ 3. Đó là phương trình tan x bằng A. Tan x bằng A. Thì để giải phương trình tan x bằng A ấy, thì việc đầu tiên chúng ta có thể khẳng định là phương trình luôn có nghiệm. Và nó chia ra thành hai tình huống. Tình huống thứ nhất thầy lại gọi đó là tình huống quen. Và tình huống thứ hai là tình huống lạ. Vậy quen là gì? Quen đó là cái giá trị A này của chúng ta ấy, nó nhận từ các giá trị như sau. 0 cộng trừ 1 cộng trừ 1 trên căn 3 cộng trừ căn 3. Đây là những giá trị quen. Lạ đó là gì? Đó là khi A này nhận những cái giá trị khác, giá trị ở phía trên, thì nó là lạ. Ví dụ như là 2, là căn 7, là 10, là âm 4, vân vân. Chúng ta xét một số ví dụ để biết được cách làm việc với trục tan như sau. Thầy xét ví dụ số 1. Hãy giải phương trình tan x bằng căn 3. Hãy giải phương trình tan x bằng căn 3. Việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là vẽ được cái đường tròn lục giác. Chúng ta tạo ra trục sin. Tạo ra trục cốt để nó hình thành được cái đường tròn lục giác và tạo ra trục tan. Đấy, các bạn thấy cái trục tan là cái trục mà thầy viết dài dài đây, trục tan đây. Đấy, các bạn vẽ hình này vào cho thầy. Rồi, sau khi chúng ta đã vẽ được cái hình này rồi. Và các bạn cần ghi nhớ là gì? Là nên tự tay vẽ hình. Điều này rất quan trọng nhé. Tự tay vẽ hình. Nó sẽ tạo thành một thói quen, nó là nhắm mắt. Các bạn cũng vẽ được những cái hình như thế này.
Rồi chúng ta lấy giá trị căn 3 trên trục tan. Căn 3 trên trục tan thì nó khoảng ở khu vực này. Căn 3 trên trục tan. Sau đó chúng ta kẻ một đường thẳng đi qua gốc. Xuất phát từ điểm này kẻ một đường thẳng đi qua gốc. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, thầy vẽ màu đỏ nhé. Cái đường thẳng này sẽ cắt cắt đường tròn được giáp tại hai điểm như các bạn đang thấy này. Đấy, các bạn có thấy hai điểm này không? Nếu các bạn còn nhớ thì điểm phía trên này này nó chính là pi trên 3. Và điểm phía dưới này nó là 4 pi trên 3. Phương trình này có hai điểm nghiệm. Có hai điểm nghiệm. Và người ta kết luận như sau. Phương trình có nghiệm là hoặc x bằng pi trên 3 cộng với 2k pi hoặc x bằng 2pi trên 3, xin lỗi, 4pi trên 3 cộng với 2k pi, mở ngoặc k thuộc z. Ở đây chúng ta quan sát thấy rằng hai cái điểm nghiệm này đối xứng nhau qua gốc. Đối xứng nhau qua gốc O. Khi nó đối xứng nhau qua gốc O thì chúng ta chọn lấy một điểm rồi cộng thêm k pi. Vậy là khi nó đối xứng nhau qua gốc O thì thầy chọn lấy một điểm. Chọn lấy một điểm rồi cộng thêm k pi thôi chứ không phải là 2k pi nữa. Với cách nhìn nhận như thế này chúng ta có cách kết luận thứ hai như sau. Đó là x sẽ bằng chọn cái điểm pi trên 3 rồi cộng thêm k pi thôi, k thuộc z. Và các bạn lưu ý rằng cái cách kết luận thứ hai này người ta thích dùng hơn. Các bạn nhớ nha, cách kết luận thứ hai này người ta thích dùng hơn là vì nó gọn gàng hơn. Nhưng nếu để hiểu được bản chất thì người ta sẽ dùng cách làm thứ nhất. Đấy, sẽ dùng cách làm thứ nhất. Chúng ta xét ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 2. Đó là hãy giải phương trình tan x bằng 0. Hãy giải phương trình tan x bằng 0. Như các bạn quan sát thì số 0 nó vẫn nằm trong trường hợp quen thuộc. Nên chúng ta sử dụng đường tròn lục giác để vẽ nó. Chúng ta sẽ vẽ hình cho trường hợp tan x bằng 0. Rồi chúng ta lại tạo ra các trục, đó là trục sin, trục cos và trục tan. Lời khuyên là các bạn lên vẽ bằng tay nhé, các bạn đừng vẽ bằng thước hoặc bằng bút chì ấy. Sau chúng ta sẽ rất mất thời gian trong việc vẽ hình. Vẽ bằng tay xấu xấu một chút cũng được, không sao cả. Rồi chúng ta đã tạo ra trục tan rồi. Rồi các bạn nhìn này. Tan x bằng 0 thì đây chính là số 0 trên trục tan này. Đấy, các bạn nhìn thấy số 0 trên trục tan chưa? Đây là số 0 trên trục tan nhé. Rồi xong từ số 0 này chúng ta mới đi qua gốc này. Từ số 0 này chúng ta mới đi qua gốc này. Đấy, đi qua gốc mà thầy đi bằng cái đường màu đỏ. Nó sẽ cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm như các bạn đang thấy, thầy tô màu xanh. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thầy tô màu xanh này, hai điểm. Thì điểm thứ nhất có số đo là 0 trên đường tròn lượng giác. Điểm thứ hai có số đo là pi trên đường tròn lượng giác. Vậy phương trình này có hai điểm nghiệm. Cách kết luận thứ nhất là x bằng 0 cộng 2k pi. Số 0 thầy bỏ đi. Còn nếu để cẩn thận thì các bạn sẽ viết là x bằng 0 cộng 2k pi. Và điểm nghiệm thứ hai là x bằng pi cộng 2k pi. K thuộc z. Đấy, k thuộc z.
Cách kết luận thứ hai đó là khi các bạn nhận thấy hai điểm nghiệm này đối xứng qua gốc. Các bạn thấy không? Nó đối xứng qua gốc nhé. Đối xứng qua gốc O. Thì chúng ta sẽ chọn lấy một điểm. Rồi cộng thêm KP. Vậy cách kết luận thứ hai thầy sẽ sử dụng đó là gì? X bằng 0 cộng với KP. Với K thuộc vào Z. Và người ta có xu hướng sử dụng cách dùng cách kết luận thứ hai hơn là cách kết luận thứ nhất. Các trường hợp còn lại chúng ta cũng làm tương tự. Ở đây thầy tiếp tục trình bày với các bạn một ví dụ số 3. Ví dụ số 3 này. Đó là chúng ta giải phương trình tan x bằng 3 chẳng hạn. Tan x bằng 3. Hoặc là tan x bằng 2 thôi cho dễ vẽ. À, quan sát trên cái phần lý thuyết thì các bạn thấy cái số 2 ấy nó không giống với những trường hợp quen, vậy nó rơi vào trường hợp lạ các bạn nhé. Vậy nó rơi vào trường hợp lạ. À, đây là trường hợp lạ này. Đấy, rơi vào trường hợp lạ. Vậy chúng ta giải phương trình này như thế nào? Lại vẽ đường tròn lực giác ra này. Chúng ta lại tiếp tục tạo ra trục sin và trục cos chúng ta. Được. Đấy, chúng ta có trục tan này. Thế sau đó các bạn lấy số 2 trên trục tan. Đây số 2 nó nằm ở đây các bạn này. Đây số 2 nó nằm ở phía trên. Từ đây chạy ngang sang ấy, nó chỉ là số 1 thôi. Sau khi có cái số 2 này rồi thì chúng ta xuất phát từ số 2 chúng ta đi qua gốc. Đi qua gốc tọa độ. Các bạn sẽ phát hiện ra à nó sẽ giao với đường tròn lực giác tại hai điểm như thầy đang đánh dấu. Thì cái điểm ở phía trên này này thì người ta sẽ gọi nó là điểm gì? À nó sẽ được gọi là áp tang. Nó gọi là áp tang của số 2. Còn điểm phía dưới này là người ta sẽ gọi là áp tang của số 2 rồi cộng thêm pi. Rồi cộng thêm một pi. Do đó người ta có hai cách kết luận nghiệm. Cách kết luận thứ nhất là kết luận theo từng điểm nghiệm. Điểm thứ nhất là x bằng áp tang của số 2 cộng thêm 2k pi. Điểm nghiệm thứ hai là x bằng pi cộng với áp tang của số 2 cộng 2k pi. Mở ngoặc k thuộc z. Quan sát thấy hai điểm này đối xứng nhau qua gốc. Đối xứng nhau qua gốc. Nên chúng ta có cách kết luận khác nữa đó là gì? Chọn lấy một điểm, ở đây thầy chọn cái điểm áp tang của 2. Khi mà chọn lấy một điểm ấy thì chúng ta chỉ được phép cộng thêm kpi thôi. K thuộc z. Lưu ý cách làm việc này chỉ áp dụng khi hai điểm nghiệm đối xứng qua gốc các bạn nhé. Và người ta có xu hướng sử dụng cách làm số 2 hơn cách làm số 1. Đấy, có xu hướng sử dụng cách làm số 2 hơn cách làm số 1. Bài tập thầy giao cho các bạn như sau. Theo nữa các bạn sẽ hoàn thành cái bài tập này. Bài tập.
là hãy giải phương trình tan x bằng a với a nhận các giá trị là 0 cộng trừ 1 cộng trừ căn 3 cộng trừ 1 trên căn 3 4 trừ 2 1 phần 3. Ánh Dương ghi xong báo cho thầy Ánh Dương nhé. Sau rồi ạ. Ok. Rồi chúng ta sang cái phần thứ ba, đó là giải phương trình cotang x bằng a. Đấy, như vậy chúng ta đã có phương trình tang rồi này, bây giờ chúng ta có phương trình cotang các bạn nhé. Xét phương trình thứ tư, đó là giải phương trình cotang x bằng a. Một lưu ý là phương trình này cũng luôn có nghiệm và cách làm của nó cũng giống như phương trình tang. Chúng ta tách nó ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất thầy tạm gọi là quen và trường hợp thứ hai là lạ. Quen đó là gì? Là khi a nhận các giá trị là 0 là cộng trừ 1 là cộng trừ 1 trên căn 3 là cộng trừ căn 3, thì đây được gọi là những giá trị quen. Vậy những giá trị lạ là những giá trị nào? Đó là khi a khác những cái giá trị ở phía trên thì nó gọi là lạ. Để giải những phương trình này, thầy lấy một số ví dụ như sau để các bạn hiểu được cách làm việc. Ví dụ số 1, hãy giải phương trình cotang của x bằng 1 chẳng hạn. À, chúng ta vẽ đường tròn lục giác ra này. Tạo ra các trục sin cos và tan và cotang. Trục nằm ngang là trục sin. Trục thẳng đứng này là trục cos. Xin lỗi, trục nằm ngang là trục cos. Trục thẳng đứng này là trục sin. À, cái trục mà nằm ngang ở phía trên dài dài này, các bạn thấy đấy chính là trục cotang đây. Đấy, đấy chính trục cotang. Bước đầu tiên là chúng ta lấy số 1 trên trục cotang. Các bạn sẽ nhớ được là số 1 nó nằm ở vị trí này. À, nhớ được bằng cách nào? Đó là bằng cách là chúng ta sử dụng cái đường tròn lượng giác nhiều lần thì chúng ta sẽ nhớ được số 1 nằm ở chỗ này. Sau đó từ số 1 này các bạn đi qua cái gốc tọa độ. Đấy, các bạn thấy đi qua gốc tọa độ không? Cái đường thẳng này sẽ cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm. Tại hai điểm. Cho thấy rằng phương trình này có hai điểm nghiệm. Và cái điểm ở điểm phía trên nó là pi trên 4. Điểm phía dưới nếu các bạn nhớ thì nó chính là 5 pi trên 4. Hình vẽ số 3 các bạn nhé. Kết luận thứ nhất là gì? Phương trình này có hai nghiệm. Hai điểm nghiệm x bằng pi trên 4 cộng với 2k pi và x bằng 5 pi trên 4 cộng 2k pi với k thuộc vào z. Lại tiếp tục quan sát thấy hai cái điểm này đối xứng nhau qua gốc. Đối xứng nhau qua gốc tọa độ nhé. Đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Tất cả những trường hợp đối xứng nhau qua gốc tọa độ đều có cách kết luận. Đó là chọn lấy một điểm. Chọn lấy một điểm rồi cộng thêm kp. Người ta có xu hướng chọn những điểm ở phía bên phải của đường tròn. Và thầy có cách kết luận thứ hai như sau. Đó là x bằng pi trên 4 cộng kp với k thuộc vào z.
Sau này trên lớp các thầy cô sẽ giải thích cho các bạn. Nó hơi khác với thầy giải thích. Vì các thầy cô sẽ giải thích theo hướng là hàm tuần hoàn với chu kỳ là pi trên 4. Còn ở đây thầy tiếp cận cho các bạn theo hướng hình học. Do đó các bạn sẽ có cách nhìn trực quan hơn. Và người ta có xu hướng là sử dụng cách làm thứ hai, tức là cách viết nghiệm thứ hai. Đấy. Người ta có xu hướng sử dụng cách viết thứ hai hơn là cách viết thứ nhất. Sự khác biệt là cách viết thứ nhất cho chúng ta thấy nó có hai điểm nghiệm và rất trực quan. Còn cách viết thứ hai chỉ là viết gọn nghiệm và nó mang tính chất của hàm số nhiều hơn. Hoàng My ghi xong báo cho thầy Hoàng My nhé. Em ghi xong rồi ạ. Ừ, chúng ta sẽ sang ví dụ số 2. Chúng ta cùng giải một phương trình đặc biệt, đó là cotang của x bằng bằng 0. Cotang của x bằng 0. À, thế thì làm sao để hiểu được cotang của x bằng 0 nó được giải như thế nào? Chúng ta lại vẽ được tròn lục giác ra. Ở đó chúng ta lại tiếp tục vẽ các trục. Rồi vẽ trục cotang. Chúng ta có trục cotang rồi này. Rồi thì số 0 trên trục cotang nó nằm ở vị trí này các bạn này. Đấy, các bạn nhớ nhé, số 0 trên trục cotang nằm ở vị trí này. Sau khi xác định được số 0 rồi, chúng ta mới kẻ một đường thẳng đi qua gốc. Đấy, từ số 0 chúng ta kẻ một đường thẳng đi qua gốc. Các bạn thấy đường thẳng đi qua gốc nha. Gốc tọa độ đấy. Nó sẽ cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm. Thầy tô bằng màu xanh. Đây, cái điểm này các bạn nhìn rất rõ này. Đấy, và bản thân cái điểm này cũng là một giao điểm. Thì số đo của hai điểm này nó là pi trên 2. Và trừ pi trên 2. Vậy là chúng ta có cách kết luận thứ nhất là có hai điểm nghiệm, điểm thứ nhất là pi trên 2 cộng 2k pi. Điểm thứ hai là trừ pi trên 2 cộng 2k pi. Với k thuộc vào z. Chúng ta lại phát hiện ra là hai cái điểm này luôn đối xứng với nhau qua gốc. Vậy chúng ta sẽ chọn lấy một điểm. Rồi cộng thêm kpi thôi. Với lý do như vậy, thầy sẽ có cách kết luận thứ hai, đó là x bằng pi trên 2 cộng kpi với k thuộc vào z. Và người ta có xu hướng sử dụng cách kết luận thứ hai nhiều hơn các bạn nhé. Và thường đáp án hay nằm ở cách làm thứ hai này. Đấy. Nhưng một bạn khác hỏi là em chọn cái điểm ở phía dưới có được không? Thì thầy trả lời là có. Nếu mà em chọn điểm ở phía dưới thì em sẽ có cách kết luận nghiệm là như thế này. Nó sẽ là trừ pi trên 2 cộng với kpi với k thuộc z. Các bạn làm như thế này vẫn đúng nhé. Các bạn nhớ chưa nào? Vẫn đúng. Chỉ khác là gì? Là trong cái đáp án ấy, thì nó không giống với đáp án là thôi. Nhưng về bản chất thì vẫn đúng. Vậy thì các bạn nên linh hoạt, dùng cái từ gọi là linh hoạt, lựa chọn đáp án sao cho nó phù hợp. Đỗ Thị Hồng ghi xong báo cho thầy Hồng nhé. Em ghi xong rồi ạ. Ừ, thầy cảm ơn. Chúng ta xét ví dụ số 3. Đó là hãy giải phương trình cotang x bằng 2/3. Cotang x bằng 2/3.
Chúng ta thấy được cái điều gì ở cái phương trình này? À, các bạn quan sát cái số 2 phần 3 này, các bạn sẽ thấy đây là một giá trị lạ, không phải là một giá trị quen. Vì giá trị quen chúng ta thống kê rồi, nó phải là số 0 này, là cộng trừ 1, là cộng trừ 1 trên căn 3, là cộng trừ căn 3. Số 2 phần 3 này là một giá trị lạ. Vậy chúng ta sẽ đưa ra lời giải như sau. Và thầy giải thích tại sao chúng ta lại có cái lời giải. Rồi chúng ta lại tạo ra đường tròn lượng giác nhé. Rồi chúng ta vừa tạo ra cái trục cô tang rồi. Lấy 2 phần 3 thì nó nằm ở tầm chỗ này. Đấy, nó ngắn hơn số 1 một chút. Sau đó chúng ta vẽ cái đường qua cái cốc tọa độ. Vẽ một đường thẳng từ số 2 phần 3, điểm 2 phần 3 qua cốc tọa độ. Các bạn sẽ thấy nó cắt đường tròn lượng giác tại hai điểm. Và đó chính là hai điểm nghiệm. Đấy, đấy chính là hai điểm nghiệm. Thì điểm ở phía trên người ta sẽ đọc nó là gì? Là arc cotang của 2 phần 3. Điểm ở phía dưới sẽ là pi cộng với arc cotang của 2 phần 3. Vậy cách kết luận thứ nhất là kết luận theo từng điểm nghiệm. Kết luận theo từng điểm nghiệm thì x sẽ bằng arc cotang của 2 phần 3 cộng với 2k pi. Từng điểm nghiệm thì sẽ cộng với 2k pi. Hoặc chúng ta có thể thấy rằng hai cái điểm này nó đối xứng với nhau qua gốc. Nó đối xứng nhau qua gốc. Nên chúng ta sẽ chọn một điểm. Ở đây thầy chọn cái điểm phía trên, đó là 2pi trên 3. Thì chúng ta có cách kết luận thứ hai, đó là gì? X bằng arc cotang của 2pi trên 3 cộng với kpi. Khi hai điểm đối xứng qua gốc thì chúng ta chọn một điểm rồi cộng thêm kpi. Người ta có xu hướng viết theo cách làm thứ hai hơn. Ở đây các bạn bổ sung cho thầy là K thuộc Z nhé. Sơn ghi xong báo cho thầy Sơn nhé. Em ghi xong rồi ạ. À, ok. Rồi thầy giao bài tập cho các bạn như sau. Hãy giải phương trình cotang của x bằng a với a nhận các giá trị là 0, là cộng trừ 1, là cộng trừ 1 phần căn 3, là cộng trừ căn 3, là 2, là 1 phần 3, là âm 4 phần 3. Rồi, nhiệm vụ của các bạn bây giờ là chúng ta tổng hợp lại cái nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ thứ nhất đó là hãy giải phương trình sin x bằng a. Hai, giải phương trình cos x bằng a với a nhận các giá trị là 0 cộng trừ 1 cộng trừ 1 trên căn 2 cộng trừ 1 phần 2, cộng trừ căn 3 trên 2, 1 phần 3, 3 phần 2.
Bài tập thứ 3 đó là giải phương trình tan x bằng a. Bài tập thứ 4 đó là cotan x bằng a. Với a nhận các giá trị là 0 cộng trừ 1 cộng trừ 1 trên căn 3 cộng trừ 1 trên căn cộng trừ căn 3 âm 2 1/4. Nếu các bạn để ý thấy thì cái phần mà thầy tô màu đỏ này, cái phần mà thầy đánh dấu màu đỏ này thì sẽ là những trường hợp quen. Đấy, những cái phần này là quen này. Những cái phần mà thầy đánh dấu màu đỏ là quen các bạn nhé. Đấy, là quen này. Đấy, những cái trường hợp này là quen. Được chưa nào? Còn những trường hợp còn lại thì nó là lạ. Đấy, là lạ. Các bạn sẽ ngồi làm bài tập, những bài tập này. Và mỗi một cái phần các bạn hãy tập vẽ đường tròn lục giác. Thầy nhắc lại là tập vẽ đường tròn lục giác. Điều này các bạn sẽ rất cảm ơn thầy nếu chỉ khoảng độ 1 tháng hoặc 2 tháng nữa khi các bạn học lên lớp 11. Các bạn sẽ thấy việc giải phương trình lục giác rất nhàn nhã. Nhớ nha, phải vẽ bằng tay và vẽ. Rồi, bây giờ thầy sẽ hỏi đến bạn nào thì bạn ấy bật mic lên và trả lời thầy nhé. Bật mic lên trả lời thầy. Các bạn cố gắng đầu tiên là không sử dụng đường tròn lục giác. Trong trường hợp mà không thể mà thoát được thì chúng ta mới sử dụng đường tròn lục giác thôi nhé. Rồi, Ánh Tuyết nào. Dạ. Trả lời cho thầy. Sin x bằng căn 3 trên 2. Sin x bằng căn 3 trên 2 thì tương đương với x bằng bi trên 3 cộng 2k bi, hoặc là 2 bi trên 3 cộng 2k bi với k thuộc z. Tốt rồi, ok. Có phải sử dụng đường tròn không Tuyết? Không ạ. Tốt rồi. Cao Phương Linh. Cao Phương Linh. Dạ. Rồi, trả lời thầy nào. Hãy giải phương trình cos x bằng 1/2. Cos x bằng 1/2 hả? Cos x 1/2. Em cho thầy là x sẽ bằng cos x là bằng cộng trừ pi trên 3 cộng 2k pi ạ. Ok, tốt rồi, ok, rất tốt nha. Rồi. Chu Thị Phương Thảo. Dạ. Trả lời thầy, cos x bằng 0. Như thầy, cos x bằng 0 thì x bằng 2k pi và x bằng pi cộng 2k pi ạ. Cos x bằng 0. Cos x bằng 0. Cứ suy nghĩ kỹ, em đang nhầm sang sin rồi đấy. Cos x bằng 0 thì x bằng 2k pi ạ. Ẩu lắm. Kiểm tra lại xem nào. Em sử dụng đường tròn lục giác hoặc dở cái bài mà thầy vừa hướng dẫn lại đấy. Kiểm tra lại xem nào. Đấy là em tính. Tính lại đi cho thầy. Cốt.
Dạ. Rồi. Cos x bằng 0 thì x bằng pi trên 2 cộng 2 kp và x bằng 3 pi trên 2 cộng 2 kp ạ. Rồi, ngoài cách kết luận này em có thấy hai cái điểm nghiệm đối xứng qua gốc không? Có ạ. Ừ, thế thì em chọn lấy một điểm rồi cộng thêm 2k cộng thêm kp, đọc cho thầy nào. Thế thầy là x bằng pi trên 2 cộng kp ạ. Ok, tốt rồi. Cẩn thận nhá. Vâng ạ. Rồi, Đình Tiến nào, Đình Tiến A15. Dạ. Trả lời thầy. Giải phương trình sin x bằng âm 1/2. Sin x bằng âm 1/2. Sin x bằng âm 1/2. Âm 1. X sẽ bằng 7 pi trên 6 cộng 2 k pi. Rồi. Và âm pi trên 6 cộng 2 k pi. Tốt rồi, ok. Có cảm giác được những cái điểm nghiệm này trên đường tròn không hả Tiến? Có ạ. Ờ, tốt rồi, ok, tốt rồi. Huyền Trang, trả lời thầy nào. Dạ. Rồi, trả lời. Giải cho thầy phương trình cos x bằng âm 1/2. Cos x bằng âm 1/2, x bằng âm 1 trên căn 3 cộng 2 kp và... Bình tĩnh. À, x bằng 2 trên 2 pi trên 3 cộng 2 kp và 4 pi trên 3 cộng 2 kp. Rồi, cách kết luận khác đó là người ta có xu hướng là điểm ở phía trên là 2 pi trên 3. Điểm ở phía dưới thì em sẽ dùng là trừ 2 pi trên 3 nhé, Trang nhé. Ừ, cách kết luận cuối cùng là gì? Là 2 pi trên 3 cộng kp, k thuộc z ạ. Cộng 2 kp chứ. Hai điểm này nó không không đối xứng qua gốc nên em không thể cộng kp được. Được ạ. Ừ, em kết luận là x bằng 2 cộng trừ 2 pi trên 3 cộng 2 kp nhá. Rồi, khởi nào. Dạ. Rồi, trả lời. Sin x bằng âm 1. Sin x bằng âm 1 là x bằng 3 pi trên 2 cộng 2 kb. Ok, rồi tốt rồi. Mờ Linh, Mỹ Linh hay Mai Linh? Mai Linh. Mai Linh bật mic nào. Ôi rồi ôi, em không nói được. Sửa ngay cái mic để còn lần sau trả lời thầy nhá. Rồi, thầy mời Nguyễn Ly nào. Nguyễn Ly có nghe rõ không? Nguyễn Ly. Chả nghe thấy cái gì. Mày để máy ở đâu xong mày chạy ra cổng mày nói chuyện với thầy sao mà. Alo Nguyễn Ly nghe rõ không? Bé quá chả nghe thấy gì. Rồi trả lời cho thầy. Sin x bằng căn 3 trên 2. Sin x bằng căn 3 trên 2. Sin x bằng căn 3 trên 2 thì x bằng pi trên 3 cộng 2 kp và 2 pi trên 3 cộng 2 kp. Rồi, thầy phải tập trung đến 200% công lực mới nghe được mày nói đấy. Ui, vất vả quá. Rồi, tốt rồi, Nguyễn Ly nhá. Quỳnh Trang A5 nào. Dạ, em đây ạ. Ok. Giải cho thầy phương trình cos x bằng âm 1. Em cho thầy cos x bằng âm 1 thì... x bằng 1 thì x bằng 2 kp ạ. Cos x bằng âm 1, kiểm tra lại. Âm 1 thì là x bằng b ạ. B cộng 2 kp ạ.
2 KB ạ. Tốt rồi, ok. Đấy, cẩn thận nhầm lẫn nhá. Tài nào? Tài A5. Dạ. Ok. Giải cho thầy phương trình sin x bằng 1. Sin x bằng 1 thì x sẽ bằng pi trên 2 cộng 2 KB. Tốt rồi, ok. Đấy, tốt rồi. Thanh, trả lời cho thầy Thanh. Dạ. Nào, trả lời. Giải cho thầy phương trình sin x bằng trừ căn 3 trên 2. Sin x bằng trừ căn 3 trên 2. Em xin thầy là x bằng âm pi trên 3 cộng 2 k pi. Rồi. Hoặc là 4 pi trên 3 cộng 2 k pi. Tốt rồi, ok, tốt rồi, đấy. Thành Sơn trả lời nào. Dạ. Rồi, giải cho thầy phương trình cos x bằng âm 1 phần 2. Cos x là âm 1 phần 2. Ừ. Em vẫn chưa nhớ cos này ạ. Để hỏi sin đi thầy. À, ok, sin nhá. Hãy giải cho thầy phương trình sin x bằng âm 1 phần 2. Sin x bằng âm 1 phần 2. X bằng âm pi trên 6 cộng 2 k pi với lại x bằng 7 pi trên 6 cộng 2 k pi ạ. Tốt rồi, ok, chuẩn rồi. Ánh Dương A1 trả lời thầy nào. Ánh Dương. Yeah. À. Hãy giải cho thầy phương trình cos x bằng âm 1 phần 2. Cos x bằng âm 1 phần 2 là x sẽ bằng 2 pi cộng 2 k pi và pi cộng với 2 k pi. Không. Cos x bằng âm 1 phần 2. Nghe kỹ này. Cos x bằng âm 1 phần 2. À, bằng âm 2 pi trên 3 cộng với 2 k pi và âm 2 pi trên 3 cộng với 2 k pi. Ừ, tốt rồi, thấy được chưa? Lúc nãy nhầm nhá anh Dương nhá. Rồi, Bích Phượng trả lời thầy nào. Dạ. Giải cho thầy phương trình sin x bằng 1 trên căn 2. Em cho thầy sin x bằng 1 trên căn 2 x bằng pi trên 4 cộng 2 k pi. Với cả 3 pi trên 4 cộng 2 k pi k thuộc z ạ. Tốt rồi, ok, ok, tốt rồi. Công A2 trả lời thầy nào. Yeah. Ừ. Hãy giải cho thầy phương trình cos x bằng âm 1 trên căn 2. Thưa thầy, cos x bằng âm 1 trên căn 2 thì sẽ là cộng trừ 2 pi trên 3 cộng 2 k pi. 1 trên căn 2, cos x bằng 1 trên âm 1 trên căn 2. Sẽ là cộng trừ 3 pi trên 4 cộng trừ 3 pi trên 4 cộng 2 k pi. Tốt rồi, ok, chuẩn rồi. Đấy. Phương có chữ F phở ấy. Dạ. Rồi. Phương. Ơ có ông con trai à? Gái ạ. Hả? Nghe giống trai lắm mà thầy. Ờ, thì con trai con gái đấy. Gái ạ. Ô thế, tao nghe như con trai. Xin lỗi nhé. Rồi, giải cho thầy phương trình sin x bằng 1 trên căn 2. Sin x bằng 1 trên căn 2. X bằng pi trên 4 cộng 2 k pi. Và x bằng 3 pi trên 4 cộng 2 k pi với k thuộc z ạ.
Tốt rồi, đấy bây giờ nghe ra giọng con gái rồi. Ok, tốt rồi. Đỗ Thị Hồng trả lời thầy nào? Dạ thầy. Trả lời cho thầy sin x bằng âm 1 trên căn 2. Em đưa thầy sin x bằng 1 trên căn 2. Âm 1 trên căn 2. X bằng 5 pi trên 4 cộng 2 ca pi hoặc x bằng trừ pi trên 4 cộng 2 ca pi ạ. Tốt rồi, ok. Tốt rồi. Xuân Khánh trả lời thầy nào? Xuân Khánh. Rồi lại mic hỏng, hôm trước cũng hỏng, hôm nay cũng hỏng. Ông sửa mic đi nhá, ông sửa mic đi. Để hôm sau phải sửa, phải có để trả lời nhá Khánh nhá. Rồi Hoàng My trả lời, Hoàng My. Dạ. Rồi giải cho thầy phương trình cos x bằng 1 em thưa thầy là cos x bằng 1 cos x bằng 1 thì x sẽ bằng 2 k pi với k thuộc z ạ. Chuẩn rồi, ok, tốt rồi, đấy rất tốt. Nguyễn Bình Minh. Bình Minh. Nguyễn Đình Cầu. Dạ em đây ạ. Ok. Giải cho thầy phương trình sin x bằng 3/2. Thầy sin x 3/2. X sẽ bằng arcsin của 3/2 cộng 2 ca pi và trừ và số 3/2 nó bằng bao nhiêu ạ? Hả câu 3/2 thì nó bằng 1.5. Số 1.5 lớn hơn 1 hay nhỏ hơn 1? Không có nghiệm. Ừ, đấy, cẩn thận nhá. Vâng. Ừ, đấy. Tôi thấy số lạ. Ừ, số lạ nhưng mà mình phải so sánh nó với số 1 đấy nhá. Vâng. Ừ, cẩn thận. Viết Hưng. Dạ em đây ạ. Rồi, giải cho thầy phương trình sin x bằng 2/3. Sin x bằng 2/3. Sin ra phương trình có nghiệm. Đúng rồi. X bằng arcsin 2/3 cộng 2 ca bi mà. Tốt. X bằng bi trừ arcsin 2/3 cộng 2 ca bi ạ. Tốt rồi, ok. Thanh Duy. Dạ. Rồi, giải cho thầy phương trình cos x bằng căn 3 trên 2. Nghe rõ không Thanh Duy? Giải cho thầy phương trình cos x bằng căn 3 trên 2. Ông Duy ông dạ sao cái ông chạy đâu mất rồi? Đi ăn cơm rồi thầy. Có khi
có ghi được gì, cả nhà đang ngồi ăn cơm, vừa ăn cơm vừa học rồi chết một gì rồi. Rồi Sơn Tùng. Sơn Tùng. Tú Uyên. Dạ. Rồi giải cho thầy phương trình cos x bằng căn 3 trên 2. Cos x bằng căn 3 trên 2 ạ? Cos x bằng cos x bằng căn 3 trên 2 thì x bằng pi trên 6 cũng 2k pi, và x bằng trừ pi trên 6 cũng 2k pi ạ. Tốt rồi. Set ạ. Ok, tốt rồi. Na trả lời cho thầy nào. Dạ. Rồi, giải cho thầy phương trình cos x bằng âm căn 3 trên 2. Từ đó thầy ơi. Ừ. Thì x sẽ bằng cộng trừ pi trên 6 cộng 2k pi. Âm căn 3 trên 2. À thì à, em nhầm ạ. Ừ. Thế x bằng 5 pi trên 6 cộng 2k pi và x bằng 7 pi trên 6 cộng 2k pi ạ. Rồi, ngoài cách kết luận đó còn cách kết luận nào khác nữa? Cái điểm phía trên là 5 pi trên 6, xuống phía dưới là 7 pi trên 6 thì đi theo chiều âm. Người ta có thể đọc là âm 5 pi trên 6 nhé Na nhé. Vâng. Ừ. Như vậy cách kết luận thứ hai đó là cộng trừ 5 pi trên 6 cộng 2k pi nhé. Sơn nào, bạn có chữ Sơn không ấy? Dạ vâng. Giải cho thầy phương trình sin x bằng 1. Okay, sin x bằng 1 thì x bằng pi trên 2 cộng 2k pi. Ok, tốt rồi, ok. Em có phải sử dụng đường tròn lượng giác không hay nhớ được hả Sơn? Em nhớ được. Ok, tốt rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ hỏi khoảng độ 3 bạn về cái phương trình ngày hôm nay, đó là phương trình về tan nhé, về tan. À, cách hỏi như thế này, thầy sẽ hỏi là giải phương trình tan x bằng căn 3. Các bạn sẽ sử dụng cách kết luận thứ hai để trả lời cho thầy, và các bạn trả lời như sau. Tan x bằng căn 3 tương đương với x bằng pi trên 3 cộng k pi. Được chưa? Nhắc lại, thầy sẽ hỏi là tan x bằng căn 3. Các bạn trả lời là tan x bằng căn 3 tương đương với x bằng pi trên 3 cộng k pi. Chúng ta chọn cách kết luận như thế này để trả lời cho thầy. Huyền Trang, có cái hình Pikachu đấy, trả lời thầy nào. Tan x bằng 1. Tan x bằng 1, x bằng pi trên 4 cộng k pi ạ. Tốt rồi. Duy Vinh. Dạ. Tan x bằng 1 trên căn 3. Như thế là tan x bằng 1 trên căn 3 thì x bằng pi trên 6 cộng k pi. Tốt rồi. Đinh Tiến. Dạ. Rồi. Tan x bằng âm căn 3. Em thưa thầy là tan x bằng âm căn 3 thì x bằng âm pi trên 3 cộng với k pi. Ok, tốt rồi, ok. Tiến có hiểu được cách làm việc với trục tan và trục cotan không? Có ạ. Ok, tốt rồi. À,